Salon. Kim Thúy xin được đại diện cùng với nhóm nhạc Dân Chúa xin gửi lời chào thân ái và bình an đến tất cả quý vị ở ngoài đó. Và ngày hôm nay trong phòng thu livestream ca nguyện thì Kim Thúy gồm có nhạc sĩ Đỗ Tùng. Bên này chúng ta có Thanh Phong, có Phương Thảo. Hiện tại thì mọi người đó, bây giờ với cho mọi người nhìn thấy, sau khi mà Thúy giới thiệu tên rồi thì với ban kỹ thuật với cho mọi người được nhìn thấy đây là những thành viên ở trong nhóm nhạc Dân Chúa hôm nay. Hôm nay An cũng vẫn xin phép được vắng mặt. Có lẽ là tại vì cái phòng thu của tụi Thúy nó chỉ được có nhiêu đây người thôi, cho nên là hôm nay Thảo vẫn tiếp tục để thay thế An trong cái buổi livestream ca nguyện hôm nay. Xin một giây để thinh lặng, mọi người cảm nhận được tình Chúa đẹp như thế nào và bàn tay Chúa đã đưa ra khi chúng ta cần đến Ngài. Xin cho chúng con cũng luôn bắt chước đời sống cầu nguyện liên lỉ của mẹ, đời sống suy niệm, đời sống chiêm niệm, cầu nguyện và tâm tình tạ ơn, để mỗi một buổi sáng chúng con đều có thể nói lên lời kinh tạ ơn Chúa cho chúng con qua một đêm ngủ dậy bình an và có một thêm một ngày để sống, một ngày để yêu thương, như một bài hát của nhạc sĩ Viễn Sứ, một ngày hồng ân, một ngày để yêu thương. Lời kinh đầu ngày của linh mục Nguyễn Mộng Huỳnh đó. Giờ đây Kim Thúy, ngày hôm nay Kim Thúy muốn mời mọi người chúng ta hãy uống say chén rượu tình yêu của Thiên Chúa mà Ngài đã luôn đổ tràn cho chúng ta trên cuộc sống của chúng ta. Nhân dịp trong ngày lễ mừng Đức Mẹ Hồn Xác lên trời, chúng ta hãy cùng cụng ly với Chúa, với Đức Mẹ, ly rượu tình yêu. Và như trong bài hát, mọi người sẽ thấy tác giả đã viết là: uống say đi nào chén yêu ngọt ngào, đời đẹp mãi tiếng ca lời kinh, vì đời sống có ơn thần linh, từng ngày sẽ chứa chan ân tình. Vâng, giờ đây xin mọi người chúng ta hãy lắng đọng, nhìn lại cuộc sống của mình, nhìn lại những gì đã đi qua, chắc chắn biết bao nhiêu ân huệ Chúa đã ban cho chúng ta, để rồi cùng với mẹ chúng ta ca ngợi Chúa, luôn luôn sống trong tâm tình tạ ơn qua bài hát Lời Kinh Đầu Ngày. Chúa trong nắng mai huy hoàng, có Chúa khi nắng hôm
cho con, nâng tâm hồn con lên tới Chúa. Chúa dắt con bước đi mỗi ngày, Chúa đỡ nâng suốt con đường dài, ngàn hồng phúc chất trên bờ vai. Chắp đôi tay này ngước trông lên Ngài, hoài niệm đến biết bao hồng ân Ngài đổ xuống suốt quãng thời gian, lòng cảm mến sóng dâng ngập tràn. Từ giọt nắng ban mai, xin cho con nhuần thấm tình yêu của Ngài. Từ giọt nắng ban mai, xin cho con say mê tiệc yêu thương với Chúa. Có Chúa trong nắng mai huy hoàng, có Chúa khi nắng hôm phai tàn, niềm hạnh phúc sẽ không mờ tan. Uống say đi nào chén yêu ngọt ngào, đời đẹp mãi tiếng ca lời kinh. Sống có ơn thần linh, từng ngày sẽ chứa tràn ân tình. Uống say đi nào chén yêu ngọt ngào, đời đẹp mãi tiếng ca lời kinh. Vì đời sống có ơn thần linh, từng ngày sẽ chứa tràn ân tình. Uống say đi nào chén yêu ngọt ngào, đời đẹp mãi tiếng ca lời kinh. Sống có ơn thần linh, từ ngày sẽ chứa tràn ân tình. Cuộc đời của mẹ gắn liền với Chúa Giêsu. Mẹ đã đồng hành. Mẹ đã đồng hành với Chúa ngay từ khi sinh ra. Và cũng chính điều đó đã cho mẹ một cái sự kiên trì lắng nghe tiếng Chúa. Xin cho chúng con cũng biết bắt chước gương của mẹ, biết lắng nghe nhiều hơn là nói, và vâng theo thánh ý Chúa để những lúc chúng con trải qua những sóng gió, những gian nan của cuộc đời, chúng con luôn xác tín rằng Chúa luôn ở bên cạnh chúng con. Chúa nghe đó thôi. Có nhiều lúc Chúa giả vờ như là Chúa không nghe thấy, nhưng không, Ngài có cách của Ngài để Ngài truyền tải những hồng ân của Ngài. Ngài chính là cứu cánh cho chúng ta trong những lúc chúng ta cần đến Ngài. Vì thế bài hát Chúa biết con cần Chúa của tác giả Phùng Minh Mẫn xin gửi đến mọi người ngay sau đây, để cho chúng ta biết cuộc sống của chúng ta nếu không có Chúa, con không thể làm gì được. Lạy Chúa, xin Chúa luôn luôn ở bên con. Xin mẹ Maria luôn đồng hành với chúng con và dắt chúng con đến với Chúa. Chúa biết con cần Chúa. Chúa biết con cần Chúa. Chúa biết con cần Chúa. Giữa lúc bão tố, thuyền con sắp chìm rồi. Từng cơn sóng dập vùi giữa lòng biển khơi. Chúa biết con cần Chúa. Chúa biết con cần Chúa. Giữa lúc hấp hối, hồn con run sợ nhiều. Nài ván Chúa nhân từ, hãy dù tình thương. Lòng con vẫn nhớ lời Ngài đã hứa, rằng sẽ mãi thương dân Ngài. Thì con vẫn luôn tin rằng Chúa chẳng bỏ con.
vẫn luôn an bình, có Ngài chở che. Chúa biết con cần Chúa lúc gió mưa ngập lối, kiếp sống khốn khó làm thân con mệt nhoài, đường dương thế dạ rời gối mòn đau nhói. Chúa biết con cần Chúa giữa đắng cay sầu hua, lắm lúc nước mắt thấm rơi trong tủi sâu, niềm tin bỗng nhạt màu, hy vọng tan theo. Lòng con vẫn nhớ lời Ngài đã hứa rằng sẽ mãi thương dân Ngài, thì con vẫn luôn tin rằng Chúa chẳng bỏ con. Vận mạng con đây nguyện Ngài nắm giữ, để dấu sống chết nơi lưu đày, hồn con vẫn luôn an bình, có Ngài chở che. Chúa biết con cần Chúa giữa thế gian mù tối, có những cám dỗ làm hư linh hồn người mà con vẫn theo đòi phản nghịch cùng Chúa. Chúa biết con cần Chúa dưới hố sâu lầm lỗi, Chúa hỡi đánh thức hồn con bao dại khờ, nguyện lối kéo con về thoát khỏi buồn nhớ. Lòng con vẫn nhớ lời Ngài đã hứa rằng sẽ mãi thương dân Ngài, thì con vẫn luôn tin rằng Chúa chẳng bỏ con. Vận mạng con đây nguyện Ngài nắm giữ, để dấu sống chết nơi lưu đày, hồn con vẫn luôn an bình, có Ngài chở che. Hồn con vẫn luôn an bình, có Ngài chở che. Bây giờ mình trở lại, mọi người đã vui vẻ trong tình yêu của Chúa, uống những ly rượu tình yêu, uống những ly rượu hồng ân mà Thiên Chúa đã đổ tràn trên cuộc sống của chúng ta. Để rồi trong những lúc mà chúng ta yếu đuối nhất, cuộc đời mà, cuộc đời giống như một con thuyền, chắc chắn đi trên con thuyền dòng đời sẽ có những lúc con chúng ta bị chao đảo, bị mất phương hướng. Chúng ta hãy cố gắng nhìn lên Chúa, nhìn lên mẹ như một kim chỉ nam, để chúng ta cứ nhắm tới đó, và Chúa và mẹ sẽ giúp chúng ta vượt qua được những khó khăn trong cuộc sống. Vì chúng ta phải xác tín như mẹ đã từng xác tín: tình Ngài thương con không bờ không bến. Và mặc dù chúng con yếu đuối, chúng con tội lỗi, chúng con biết bao nhiêu lần vấp ngã, nhưng Chúa luôn luôn mời gọi chúng con để Ngài mời chúng con có thể tiếp tục
những bước chân của Ngài. Khi Ngài đã về trời, chúng con tiếp tục ra đi để loan truyền tình yêu của Thiên Chúa, mang sự hiện diện của Chúa đến cho mọi người, những người đang cần chúng con giúp đỡ, những anh em của chúng con, bằng sự, bằng hành động, bằng cử chỉ lời nói, hoặc là một nụ cười của chúng con thôi, cũng có thể làm ấm lòng những người bên cạnh và những trái tim như Kim Thúy bây giờ đang thấy. Giờ đây xin mọi người hiệp thông bài hát Niềm Xác Tín Của Con của linh mục Nguyễn Văn Tuyên. Và này con đến Chúa ơi, xin quyết theo Ngài. Khốn khó cô đơn, gian truân lo âu, không lùi bước. Với ơn Chúa và sự cầu bầu của mẹ Maria, chúng con sẽ đến với Chúa cho đến cùng. Con luôn tin rằng tình Ngài thương con không bờ không bến. Con luôn tin rằng Ngài chọn tên con khi chưa có sao trời. Mặt trời mặt trăng theo con ngày ngày, nẻo đường con đi thiên nhiên diệu vời. Ngài phù vây con với khi trời mát trong. Và nay con đến Chúa ơi, xin quyết theo Ngài. Khốn khó cô đơn, gian truân lo âu, không lùi bước. Một điều nguyện ước Chúa ơi, ơn Thánh Chúa Trời, dẫn lối con đi vững bước chung trình nơi thánh điện Ngài. Con luôn tin rằng tình mẹ ơn cha do Ngài ban phát. Con luôn tin rằng tình chị anh em cha ban xuống trên đời. Tuổi đời ngây thơ đàn, học đường hoang mang, tương lai mịt mờ, hằng ngày bên con mỗi khi chiều lắng lo. Và nay con đến Chúa ơi, xin quyết theo Ngài. Khốn khó cô đơn, gian truân lo âu, không lùi bước. Một điều nguyện ước Chúa ơi, ơn Thánh Chúa Trời, dẫn lối con đi vững bước chung trình nơi thánh điện Ngài. Hàng khánh tướng, con luôn tin rằng Ngài dìu con đi trong cung thánh điện Ngài. Dù đời nhớ ngu ngơ dại khờ, Ngài đã thương yêu không chi tầm thường. Tình Ngài cho con luôn mang nhiều ngất say. Và nay con đến Chúa ơi, xin quyết theo Ngài. Khốn khó cô đơn, gian truân lo âu, không lùi bước. Một điều nguyện ước Chúa ơi, ơn Thánh Chúa Trời.
quân đi vững bước chương trình nơi thánh điện ngài. Vần này con đến Chúa ơi, xin quyết theo ngài. Khốn khó cô đơn gian truân lậu không lùi bước. Một điều nguyện ước Chúa ơi, ơn thánh Chúa trời, dẫn lối con đi vững bước chung trình nơi thánh điện ngài. Và bây giờ Kim Thúy muốn trở lại với bài hát cuối cùng, cũng như là bài hát này sẽ là kết thúc chương trình của buổi ca nguyện hôm nay của chúng ta. Thưa mọi người, con người của chúng ta là một tạo tác cao trọng hơn tất cả mọi tạo vật khác mà do Thiên Chúa đã dựng nên. Cũng bởi vì chúng ta được dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa. Vâng, tình yêu Ngài đã dành cho chúng ta trong suốt cuộc đời. Nhưng mà đôi khi vì lo toan, vì bận rộn, vì những đau khổ dồn dập đến, chẳng hạn như hiện tại chúng ta đang chịu dịch COVID-19, nhà thờ chúng đã đóng cửa, chúng ta không đến được nhà thờ, nhất là như ở Việt Nam một số giáo phận, thì thật sự đó là những thiếu thốn. Mình có thể mình trách là Chúa ơi, sao Chúa không ra tay đi. Nhưng Thúy luôn luôn chiêm niệm là hãy bắt chước Đức Mẹ, gương của Đức Mẹ. Mẹ luôn suy gẫm và để trong lòng suy gẫm những kỷ niệm đó, những kỷ niệm vui, kỷ niệm buồn. Và chắc chắn chúng ta, cuộc đời chúng ta sẽ vui nhiều hơn buồn nếu chúng ta tập nhìn những điều tốt ở trong đó, hạnh phúc trong đau khổ, đúng không mọi người? Vì thế nhìn lại quãng đời ngày hôm nay là Kim Thúy mời mọi người nhạc dân Chúa có những cái ly rượu tình yêu muốn mang ra để cho chúng ta hưởng chọn, nếm chọn tình yêu của Ngài. Ngài luôn đổ tràn những ly rượu đó, những giọt yêu thương đó cho chúng ta. Và bài hát Đồng Xanh Thơ của tác giả Cao Huy Hoàng sẽ gửi đến cho mọi người và chúng ta cùng trải nghiệm bài hát Đồng Xanh Thơ. Chúa sẽ rót cho chúng ta những ly rượu như thế nào nhé. Đồng cỏ xanh em vui bên suối thơ, người đưa bước tôi đi như giấc mơ, niềm yêu thương vô biên tôi có ngờ. Giữa khung trời thơ tôi hát theo đàn thơ, trời yêu thương mây xanh êm ái trôi, dòng suối mát giao vui dù khúc nôi, tựa quê hương Thiên Thu tôi tới rồi, đắm say lòng tôi lời ca dâng trời vơi. Có Chúa hướng đến tôi, lòng tôi chan chứa bao niềm vui. Theo đàn thơ người cho tôi một câu du thiết tha, lòng tôi say reo lên một khúc ca, tình yêu thương Thiên Thu không xóa nhòa, đắm say lòng tôi lời ca vang ngân nga. Có Chúa bước bên tôi, lòng tôi chan chứa bao niềm vui. Có Chúa trong thành thơ, rượu yêu thương cho tôi nâng chén say, ngọt hương thắm cho tim tôi ngất ngây. Niềm yêu thương miên man theo tháng ngày, ước mơ lòng tôi chung thủy không đổi thay. Tôi cúi xin Thiên Thu yêu Chúa thôi, dù năm tháng trôi xuôi theo lá rơi, ngày đôi môi xinh tươi muốn nét cười, hát theo lòng tôi lời ca dâng trời vơi. Có Chúa hướng đến
chứa bao niềm vui, có Chúa dẫn đưa tôi, nhịp chân tôi bước trong thảnh thơi, có Chúa bước bên tôi, lòng tôi tràn chứa bao niềm vui, có Chúa dẫn đưa tôi, nhịp chân tôi bước trong thảnh thơi, nhịp chân tôi bước trong thảnh thơi. Vâng, tất cả những gì chúng con làm đây, tất cả đều là vì Chúa và tất cả cho Chúa, và chính Chúa đã làm cho chúng con. Chúa đã nâng chúng con lên từ phận hèn, những yếu đuối, những khả năng hạn hẹp Chúa ban cho mỗi một người chúng con đây. Chúng con xin dâng lên cho Chúa. Chúa dùng con, Chúa dùng anh chị em con đây, và dùng tất cả mọi người. Chúa mượn lỗ tai của mọi người để có thể chúng ta lắng nghe những bài hát mà nhạc dân Chúa gửi đến. Ngày hôm nay Kim thấy tràn đầy những niềm vui, xin được chia vui. Và một lần nữa, nhạc dân Chúa xin được cảm ơn sự đồng hành của tất cả mọi người. Xin chúc mọi người có một đêm bình an. Những ai có quan thầy về mẹ Maria thì hãy vui lên. Và xin chúc một bên Việt Nam có một ngày Chủ nhật bình an. Xin hẹn gặp lại mọi người vào lần tới. Lời cuối cùng nhạc dân Chúa xin được nói là Shalom.